Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình Tài chính thuế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, tính đến tháng 7 năm 2018, cả nước mới chỉ có 460 doanh nghiệp đại lý thuế hoạt động với 1.124 nhân viên đại lý thuế hành nghề, trong khi trên thực tế đã có trên 3.922 người đã được cấp chứng chỉ hành nghề. Sở dĩ chỉ có dưới 30% người được cấp chứng chỉ hành nghề mở ra các doanh nghiệp đại lý thuế vì theo quy định hiện hành, phạm vi hoạt động của các dịch vụ đại lý thuế chỉ bó hẹp trong lĩnh vực tư vấn thuế mà không được thực hiện các dịch vụ liên quan khác như kế toán. Bởi vậy, nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, tại dự thảo luật quản lý thuế sửa đổi, Bộ Tài chính đã đề xuất mở rộng phạm vi cung cấp các dịch vụ như tư vấn thuế, kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ cho đại lý thuế. Vậy trước đề xuất này của Bộ Tài chính sẽ tạo thuận lợi như thế nào cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, và đề xuất này có hợp lý hay không? Đây sẽ là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình Tài chính thuế tuần này với chủ đề Luật quản lý thuế sửa đổi mở rộng hoạt động cho đại lý thuế. Nhưng trước tiên mời quý vị cùng theo dõi phần tổng hợp sau của chúng tôi. Theo Bộ Tài chính, tính đến tháng 7 năm 2018, cả nước chỉ có 460 doanh nghiệp đại lý thuế hoạt động với 1.124 nhân viên hành nghề, trong khi trên thực tế đã có trên 3.922 người được cấp chứng chỉ hành nghề. Như vậy, số lượng nhân viên đại lý thuế hành nghề chiếm tỷ lệ thấp so với số người đã được cấp chứng chỉ gần 29%. Một trong những nguyên nhân khiến dịch vụ đại lý thuế thời gian qua chưa phát triển là do phạm vi cung cấp dịch vụ của đại lý thuế còn đang bị bó hẹp. Theo quy định hiện hành, đại lý thuế chỉ làm thủ tục về thuế mà không được thực hiện các dịch vụ kế toán. Do đó, các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, muốn thuê dịch vụ kế toán và kê khai thuế thì buộc phải thuê hai đơn vị. Một đơn vị cung cấp dịch vụ đại lý thuế và một đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Quy định này đã làm nảy sinh nhiều bất cập, gây khó khăn, làm tăng chi phí cho doanh nghiệp, hạn chế quá trình chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp. Để đảm bảo mục tiêu phát triển hệ thống đại lý thuế theo kế hoạch phát triển hệ thống đại lý thuế đến năm 2020, đồng thời tạo thuận lợi, giảm chi phí cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ trong việc tuân thủ pháp luật kế toán cũng như pháp luật thuế, tại dự thảo luật quản lý thuế sửa đổi, Bộ Tài chính đề xuất mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ của đại lý thuế theo hướng bổ sung thêm cung cấp dịch vụ tư vấn thu và dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Trước thực trạng dưới 30% số người được cấp chứng chỉ hành nghề mở ra các doanh nghiệp đại lý thuế cho thấy một sự lãng phí lớn về nhân lực đối với ngành thuế, khi phạm vi hoạt động của đại lý thuế chỉ bó hẹp trong lĩnh vực tư vấn thuế. Bởi vậy, dự thảo luật quản lý thuế sửa đổi bổ sung quy định cho phép các đại lý thuế được cung cấp thêm dịch vụ kế toán cho các công ty nhỏ và siêu nhỏ, theo Bộ Tài chính sẽ tạo ra sức hút đối với mô hình doanh nghiệp đại lý thuế. Bên cạnh đó sẽ khuyến khích doanh nghiệp phát triển khi không phải tốn nhiều chi phí cho cả hai dịch vụ kế toán và tư vấn thuế. Dự thảo luật quản lý thuế sửa đổi bổ sung chức năng kế toán cho đại lý thuế nhận được phản hồi tích cực từ phía cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, khi giúp các doanh nghiệp tiết kiệm chi phí trong việc thực hiện tuân thủ pháp luật kế toán cũng như pháp luật thuế. Bởi hiện nay có tới 90% các doanh nghiệp đang hoạt động là các công ty nhỏ và siêu nhỏ nên không đủ chi phí để cùng một lúc trả cho cả hai dịch vụ kế toán và tư vấn thuế. Hiện nay thì các cái quy mô của các doanh nghiệp thì đều được hình thành ở cái mức khác nhau. Thì để ở một cái ngành thuế mà phát triển đạt đúng cái yêu cầu nguyện vọng theo cái nghị quyết số 35 của chính phủ cũng như các cái quyết định 01 của Ủy ban thành phố Hà Nội thì với ngành thuế khi mà phát triển các cái hệ thống đại lý thuế đặc biệt là thu hộ và thu đủ thì giúp cho các cái doanh nghiệp làm sao chuyên biệt hóa các cái thủ tục hành chính đối với ngành thuế, bởi vì để tăng các cái nguồn thu thì ngoài cái việc mà nộp đúng nộp đủ thì phải thực hiện đúng cái chính sách về pháp lệnh ngành thuế. Thì khi thông qua các cái đại lý thuế mà có các cái kế toán thuế thì giúp cho các cái doanh nghiệp là thuận tiện trong cái việc mà triển khai các cái chính sách thuế và làm sao thực hiện đúng cái pháp lệnh về ngành thuế. Theo Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, hiện nay số lượng công ty nhỏ và siêu nhỏ trên cả nước ước khoảng trên 520.000 đơn vị. Hầu hết các đơn vị này có chế độ hạch toán kế toán không phức tạp, chỉ với 7 tài khoản trong hệ thống kế toán. Trong khi đó, số lượng các công ty làm dịch vụ kế toán đủ điều kiện hành nghề đến thời điểm này mới chỉ ở mức hơn 120 doanh nghiệp, chủ yếu phân bố ở các thành phố lớn. Vì vậy, việc bổ sung quy định cho phép các đại lý thuế được làm dịch vụ kế toán sẽ khiến cho nguồn cung cấp dịch vụ kế toán tăng lên, từ đó giúp các công ty nhỏ và siêu nhỏ có nhiều lựa chọn trong việc tìm đơn vị hỗ trợ các hoạt động kế toán và báo cáo tài chính. Việc này thúc đẩy sự minh bạch về tài chính ở khối công ty nhỏ, giúp các đơn vị này dễ tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng và các nguồn đầu tư từ xã hội. Các cái đại lý thuế hiện nay đang có chức năng là kê khai thuế, tín thuế, nộp thuế, quyết toán thuế và thay mặt họ trên tờ khai. Thì cái luật này cho phép rằng là gì? Những cái đội ngũ này là được là làm dịch vụ về thuế
và đồng thời làm cái dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ đấy luôn. Và như vậy rõ ràng là cùng với cái đội ngũ kế toán hành nghề thì những cái đội ngũ tư vấn thuế này, vì kế toán hành nghề cũng được làm tư vấn về thuế, thì bây giờ thuế cũng được làm kế toán cho doanh nghiệp nhỏ siêu nhỏ với cái kế toán đơn giản, thì vừa thuận lợi cho doanh nghiệp, vừa tiết kiệm chi phí xã hội, nhưng mà cơ quan thuế cũng tốt hơn. Bởi vì tại sao? Những cái người nào họ có trình độ, họ có kỹ năng, họ nắm bắt chính sách thì sẽ không rủi ro. Và như vậy tôi nghĩ rằng cả hai phía, về doanh nghiệp, cơ quan thuế và chung xã hội đều tốt hơn. Theo số liệu thống kê chính thức, tính đến cuối năm 2017, cả nước có gần 5 triệu hộ sản xuất kinh doanh, gấp 10 lần số doanh nghiệp đang hoạt động với tổng tài sản khá lớn ước tính khoảng 655.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, các hộ kinh doanh luôn né tránh và ngại lớn để thành doanh nghiệp. Lý giải điều này, nhiều hộ kinh doanh thừa nhận ngại chuyển sang mô hình doanh nghiệp vì phải thay đổi chế độ kế toán từ thuế khoán lên tự khai, tự nộp, tự in và sử dụng hóa đơn. Bên cạnh đó, cách thức quản lý sổ sách thay đổi đòi hỏi hộ kinh doanh phải thuê nhân lực, xây dựng hệ thống quản trị làm gia tăng chi phí. Theo các chuyên gia, việc mở rộng chức năng kế toán cho đại lý thuế sẽ phần nào giảm bớt nỗi lo cho doanh nghiệp về mặt thủ tục kế toán tài chính và sẽ khích lệ các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp trong thời gian tới. Rất nhiều các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa, những doanh nghiệp khởi nghiệp, những hộ kinh doanh, họ hạn chế, chưa có nhiều các cái cán bộ để thực hiện tốt liên quan đến các luật kế toán, các cái nghị định, các cái thông tư, thì thông qua các đại lý thuế được đào tạo một cách bài bản, những cán bộ chuyên môn nằm ở các đại lý thuế thì giúp cho các doanh nghiệp thuận lợi hơn, tiết kiệm thời gian và chi phí. Và như thế cũng giúp cho ngành thuế và các cơ quan quản lý nhà nước có thể thu nhanh được các khoản thuế, để tránh cái việc là chúng ta lại phải dùng đến cái chính sách là giãn và nợ thuế cho các doanh nghiệp. Chính phủ đã có nghị quyết 35 và các cái chỉ thị 26 và các biện pháp khác làm thế nào để chúng ta đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp. Và đến năm 2020 thì chúng ta phấn đấu để có 1 triệu doanh nghiệp. Và như vậy thì trong 1 triệu doanh nghiệp đó thì hiện nay chúng ta chưa đạt được số 1 triệu. Nhưng nếu như có 1 triệu doanh nghiệp lên thì đặc biệt là các chuyển doanh nghiệp mà chuyển đổi vòng mới thì thường là nhỏ và siêu nhỏ. Và theo số lượng hiện nay thì chúng ta có 520.000 doanh nghiệp siêu nhỏ, vừa và nhỏ và siêu nhỏ. Và những doanh nghiệp này thì họ rất là đơn giản, có thể họ chuyển đổi hộ lên thì họ kế toán rất là đơn giản. Và như vậy họ không, nếu như thuê một cái người làm kế toán, một người làm tư vấn về thuế hoặc là thuê một cái đội ngũ về kế toán thì rất là lãng phí về nguồn lực. Theo đánh giá của các chuyên gia, xét về mặt nghiệp vụ chuyên môn về cơ bản, đại lý thuế đã được đào tạo về nghiệp vụ kế toán và hoàn toàn có đủ trình độ để cung cấp dịch vụ kế toán cho đối tượng doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Hiện nay thì trong cái chương trình để mà thi cấp chứng chỉ đại lý thuế thì có 2 môn là môn pháp luật thuế và môn kế toán. Như vậy nếu xét ở một góc độ nào đấy thì rõ ràng là đại lý thuế đương nhiên là đã được đào tạo về kế toán và đã được sát hạch để chứng tỏ là có thể làm được kế toán. Bởi vì rõ ràng là nếu anh ta chỉ mà làm đại lý thôi, anh ta lấy cái số liệu thì anh vẫn phải lấy số liệu của kế toán, mà anh ta không hiểu số liệu kế toán hạch toán như thế nào thì rõ ràng nó rất là khó. Và có thể trong thực tiễn người ta đành phải làm chui, tức là người ta cứ làm nhưng người ta không ký vào cái báo cáo tài chính, rồi người ta chỉ ký báo cáo trên tờ khai thuế thôi. Nhưng trên thực tế thì có thể là người ta vẫn làm. Thế bây giờ mình muốn quản lý được thì mình nên, rõ ràng là mình nên do cho cái đại lý thuế làm cái việc này thì tôi nghĩ là phù hợp, nhưng cần phải có sự điều chỉnh trong văn bản hướng dẫn về các cái môn sát hạch cho nó phù hợp. Thì tôi nghĩ như thế là cái nó hài hòa và nó cũng thúc đẩy cái sự phát triển của đại lý thuế. Ngoài ra, việc mở rộng chức năng kế toán cho đại lý thuế còn giúp giảm thiểu việc các doanh nghiệp vì tiết kiệm chi phí mà thuê các nhân sự không chắc về nghiệp vụ, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng về sai sót tài chính. Thông qua luật sửa đổi lần này thì về phía doanh nghiệp của chúng tôi thấy là rất mừng, đáng mừng là đã sửa đổi bổ sung thêm cho ngành đại lý thuế là được làm kế toán hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Bởi vì doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ thì họ đương gặp phải khó khăn rất là nhiều trong chế độ kế toán và trong vấn đề về pháp lý, về thuế. Họ tuyển các em sinh viên vào thì làm một thời gian là các em nghỉ và các em không có kinh nghiệm, cho nên là khi mà được cơ quan thuế kiểm tra thì họ đã vấp phải những cái rủi ro rất lớn. Thế và lần này nếu được luật được sửa đổi đưa cho đại lý thuế làm kế toán thêm vào đó nữa thì cái vấn đề này rất là tạo điều kiện cho doanh nghiệp tránh được rủi ro, giảm được chi phí cho doanh nghiệp rất nhiều.
Dự thảo luật quản lý thuế sửa đổi lần này bổ sung thêm chức năng kế toán đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa cho đại lý thuế, được đánh giá là tiết kiệm chi phí, chuyên môn hóa nghiệp vụ kế toán và khiến cho mục tiêu đến năm 2020, Việt Nam có 1 triệu doanh nghiệp trở nên khả thi hơn khi các thủ tục về hồ sơ kế toán đơn giản hơn và không còn là cơn ác mộng đối với các doanh nghiệp. Bên cạnh những đánh giá tích cực đối với việc mở rộng chức năng kế toán cho đại lý thuế như tận dụng được triệt để nhân lực của ngành thuế và tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển, bên cạnh đó cũng có một số quan điểm trái chiều đưa ra cho rằng việc mở rộng chức năng của đại lý thuế là không hợp lý vì có sự mâu thuẫn giữa các luật cũng như nghiệp vụ kế toán của đại lý thuế chưa đạt yêu cầu. Theo ý kiến của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, việc cho phép các đại lý thuế cung cấp dịch vụ kế toán cho các công ty nhỏ và siêu nhỏ là không phù hợp, bởi hiện nay dịch vụ kế toán là một loại dịch vụ có điều kiện đã được quy định tại Luật Kế toán số 88 năm 2015. Nếu cho phép đại lý thuế được cung cấp dịch vụ này thì sẽ xung đột với các quy định tại Luật Kế toán số 88 năm 2015 của Quốc hội, phá vỡ mối quan hệ giữa các luật và tính thống nhất trong hệ thống pháp luật của Việt Nam. Khi thực hiện dự thảo này thì nó có một cái sự tranh chấp giữa các luật. Đấy là cái vấn đề đối với những cái người hành nghề cung cấp dịch vụ đại lý thuế. Thì hiện nay là trong cái đấy thì mặc dù là theo cái chủ trương của nhà nước thì cũng là để phát triển cái số lượng doanh nghiệp lên và đưa nâng cao cái quản lý của doanh nghiệp, như là doanh nghiệp siêu nhỏ và doanh nghiệp nhỏ. Tuy nhiên hiện nay đang có một cái hai cái luật để điều chỉnh về cái vấn đề là cung cấp dịch vụ kế toán, thì có cái luật kế toán và luật kiểm toán độc lập. Đấy, nó quy định rất chặt chẽ các cái điều kiện, các cái quá trình quản lý như thế nào. Theo quy định của luật kế toán ấy, thì đại lý, cái đơn vị của dịch vụ kế toán ấy, nó có rất nhiều điều kiện. Các anh chị thấy là năm 2016, Bộ Tài chính ra hẳn 3 cái thông tư 292, 296, 297 quy định về điều kiện của đơn vị làm dịch vụ đại lý thuế, quy định về điều kiện của kế toán viên hành nghề. Nhưng mà cái điều kiện đó nó rất là khó khăn, thậm chí là những cái đơn vị đang hành nghề kế toán không hành nghề được nữa, bởi vì điều kiện nó quá khó khăn về vốn này, về cập nhật kiến thức để thời gian hành nghề này, rồi chứng chỉ hành nghề này. Nhưng mà bây giờ nếu luật quản lý thuế mà lại quy định về cái việc đại lý thuế cho phép hành nghề kế toán thì tôi sợ rằng nó sẽ mâu thuẫn với việc mà Bộ Tài chính đưa ra ba cái thông tư đó, với quan điểm rằng nâng cao chất lượng dịch vụ kế toán là đảm bảo cái dịch vụ kế toán không rủi ro với lại cho các doanh nghiệp trong xã hội, đồng thời nâng cao tính hội nhập với các cái dịch vụ kế toán trong khu vực. Bên cạnh đó, theo ý kiến của chuyên gia, việc đại lý thuế được thêm chức năng kế toán, điều này dẫn đến chất lượng dịch vụ kế toán không được cao bởi đại lý thuế không đủ điều kiện như doanh nghiệp kiểm toán kế toán. Từ đó doanh nghiệp không thể hoạt động hiệu quả và rất có thể bị cơ quan quản lý thuế thanh tra xử lý phạt do chậm nộp thuế hay nộp thuế thiếu sai quy định. Nếu mà ở cái điều linh tư để các đại lý thuế được làm dịch vụ kế toán thì liệu nó có mâu thuẫn quá không, hoặc là cái tâm nhìn của luật nó có không ngắn quá không? Bởi vì cái việc làm kế toán vì mục đích thuế tất tới về ứng dụng công nghệ nó sẽ phá bỏ hoàn toàn. Trước thực tế, chính phủ ta đang đẩy mạnh cách mạng công nghệ 4.0 cũng như hướng tới chính phủ điện tử đối với ngành thuế nói riêng, sắp tới các thủ tục về thuế sẽ được triển khai toàn diện trên cổng thông tin điện tử. Khi đó, mọi thủ tục liên quan đến thuế các doanh nghiệp đều có thể tự thực hiện. Chính vì vậy đã có nhiều ý kiến cho rằng chức năng của đại lý thuế khả năng sẽ bị giảm bớt trong tương lai, cũng như việc mở rộng thêm chức năng kế toán là không cần thiết. Thế nhưng nếu như ở đối với cái luật thuế thì lại cái đối tượng được cung cấp nó mở rộng hơn. Đấy, nó chưa đáp ứng được cái kỹ năng của cái nghề kế toán, mà là dịch vụ kế toán là một dịch vụ có điều kiện. Đấy, cho nên là nếu như mà để cho đại lý thuế là mà không có điều kiện thì không có đủ điều kiện thì e rằng là sẽ làm cho cái thông tin của doanh nghiệp nó người ta không đảm bảo được cái sự minh bạch của cái thông tin ở đây, cũng như là nó làm cho quản lý cái doanh nghiệp nó không, người ta chưa nắm bắt được, cho nên dẫn đến cái vấn đề là cái hạn chế trong cái vấn đề là nâng cao cái năng lực quản lý cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Trước những ý kiến trái chiều về mở rộng hoạt động cho đại lý thuế được làm thêm chức năng kế toán, đại diện Tổng cục Thuế cho biết chính sách về thuế coi người nộp thuế là trung tâm. Bởi vậy, luật được xây dựng để tạo mọi thuận lợi cho người nộp thuế nên việc xã hội hóa các dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế là việc cần làm.
Bên cạnh đó, việc cấp chứng chỉ đại lý thuế, Tổng cục Thuế cũng sẽ không tổ chức thi nữa, mà sẽ xem xét ủy quyền cho một đơn vị trường đào tạo ngành thuế tổ chức xét hồ sơ thi. Tổng cục Thuế sẽ cấp chứng chỉ căn cứ vào kết quả thi tuyển. Dự kiến dự thảo luật quản lý thuế sửa đổi bao gồm nội dung mở rộng chức năng cho đại lý thuế sẽ được Quốc hội xem xét và thông qua trong kỳ họp lần này kéo dài 24 ngày, từ ngày 22 tháng 10. Đến đây chương trình tài chính thuế tuần này xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.